Saorihara, một tên tuổi đình đám trong làng phim JAV của Nhật Bản, cô rất nổi tiếng ở đất nước Phù Tang. Đặc biệt khi Saorihara tham gia bộ phim Nhục Bộ Đoàn 3D, danh tiếng của cô đã lan rộng khắp châu Á. Cô sinh năm 1988, cao 1m65 với số đo 3 vòng 89, 58, 86. Saorihara là ngôi sao nữ hoàng mới nổi tại Nhật. Cô sở hữu nhan sắc nóng bỏng không kém gì Maria Ozawa, giống như đàn chị Maria Ozawa. Saori cũng là sự kết hợp giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây, bất cứ ai cũng bị choáng ngợp bởi sắc đẹp lộng lẫy đầy sức quyến rũ của cô diễn viên 23 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Saorihara là một diễn viên rất được hâm mộ ở Nhật Bản. Saorihara bắt đầu sự nghiệp từ năm 2004 dưới cái tên Mai Nanami. Saorihara còn thực sự thu hút bởi cô cũng là một trong những diễn viên yêu nghề trong thế giới JAV. Cô là một trong những nữ diễn viên JAV đặc biệt nhất ở xứ sở hoa anh đào, khi mà ở cô toát lên tất cả sự quyến rũ khi nhìn vào đôi mắt. Một đôi mắt hút hồn có cảm tưởng bất cứ người đàn ông nào khi nhìn vào đều ngạt thở. Hiện tại Saorihara vẫn đang bận rộn với công việc làm một diễn viên phim người lớn của mình. Cô vẫn chưa chính thức tuyên bố người yêu với khán giả. Tuy nhiên với cách sống thoáng của mình, có lẽ ai cũng yêu quý Saorihara. Hara Saori는 일본의 JAV 드라마에서 유명 인사입니다. 그녀는 슬픔의 나라, 특히 사오리 하라가 아시아 전역에 퍼져 있는 유명한 영화 둠3D에 참여했을 때 유명합니다. 그녀는 1988년 3m8958의 86위 1M65 높이에서 태어났습니다. 하라 사오리는 일본의 여왕 별입니다. 그녀는 마리아 오자와와 같은 뜨거운 것을 소유하고 있습니다. 마리아 오자와와 마찬가지로 사오리도 동양과 서양의 아름다움에 좋아입니다. 첫눈에 23세 여배우의 화려하고 매력적인 아름다움에 압도당한 사람, 하라 사오리는 일본에서 매우 인기 있는 여배우입니다. 하라 사오리는 2004년 마이나나미라는 이름으로 경력을 시작했습니다. 하라 사오리 또한 JAV 세계에서 가장 사랑받는 배우 중 한 사람으로 그녀에게 매료되었습니다. 그녀는 윤을 들여다보면서 모든 매력을 발산할 때 벚꽃의 땅에서 가장 독특한 JAV 여배우 중 한 사람입니다. 그것을 질식시켜라. 현재 사오리아라는 여전히 성인 영화 배우로 일하고 있습니다. 그녀는 아직 공식적으로 청중에게 애인을 발표하지 않았습니다. 그러나 열린 삶의 방식으로 모두가 사오리 하라를 좋아할 것입니다.
Ariza Kano sinh năm 1984, cao 1m60, nặng 49kg với số đo 3 vòng cân đối 82, 56, 82. Cô được mệnh danh là dâm nữ phim người lớn tại Nhật. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2004, Ariza Kano luôn gắn liền với những hình ảnh khoe thân hình nóng bỏng của mình. Với mái tóc nâu cùng làn da trắng nõn, Ariza Kano khiến mọi người không thể rời mắt. Kansa Arisa, Arisa Kano는 1984년에 태어났으며 키는 1m60, 몸무게는 49kg, 체중은 3년 반 반에 82-56에서 81로 그녀는 일본어로 성인 여성으로 별명을 붙였다. 2004년부터 경력을 시작했습니다. 칸사 아리사는 항상 뜨거운 몸매를 보여주는 이미지에 천부되었습니다. 갈색 머리카락과 흰 피부를 가진 아리사 칸노, 아리사 카노는 사람들이 눈을 뗄 수 없도록 만듭니다.
Hãy subscribe.